Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Giải Mã Bí Ẩn, kênh YouTube tổng hợp và phân tích những điều kỳ thú, những câu chuyện thần bí và những ẩn số chưa có lời giải đáp trên trái đất này. Các bạn thân mến, chủ đề hôm nay của chúng ta sẽ xoay quanh những câu chuyện kỳ bí về con người và địa ngục. Những người tu luyện khi đạt đến một trình độ nhất định có thể khai mở thiên mục, hay còn gọi là con mắt thứ ba. Nhờ đó, thấy được những cảnh tượng tồn tại trong không gian khác. Một vị cao nhân như vậy, trong khi thiền định, đã nhìn thấy những cảnh tượng đáng ghê sợ. Chính là nhiều người hiện nay đang bị ma quỷ dụ dỗ, tạo nghiệp để lôi về địa ngục. Những người tu luyện khi đạt đến một trình độ nhất định, nhưng họ lại hoàn toàn không hề hay biết. Hôm nay, chúng ta hãy cùng tìm hiểu những điều mà vị cao nhân này thấy về nhân loại. Hai cánh cửa lớn đã mở ra. Vị cao nhân tiết lộ, ông nhìn thấy ở không gian khác, hai cánh cửa lớn đã mở ra. Một cánh cửa trong ngôn ngữ người thường hay gọi là cổng địa ngục, cao lớn và rất tăm tối. Điều kỳ lạ hơn, cánh cửa địa ngục lại được trang trí rất xa hoa, tráng lệ. Còn có một số ma nữ trang điểm, ăn mặc diêm dúa, quyến rũ, nghênh đón khách ở trước cửa. Loáng thoáng có thể nhìn thấy bên trong cánh cổng đang mở ra lễ hội, lũ quỷ nhảy nhót điên cuồng, yêu khí ngút trời. Trên bàn tiệc hình như là toán thịt rồng, thịt rùa, thịt rắn, cá, bò, dê, thậm chí có thể thấy thịt trẻ em và nội tạng con người. Bên trong còn bày các loại cờ bạc, vật dụng dâm loạn, cung cấp cho người ở bên trong. Thường là những thứ có sức cám dỗ rất mạnh, vậy nên người ta vào địa ngục quả thật ngọt quá nhiều. Ngoài cửa đều chen lấn dày đặc. Quỷ vương diễn hóa vật chất, dụ dỗ con người về địa ngục. Người bình thường đều biết rõ địa ngục là nơi chịu hình phạt, tại sao lại còn tranh nhau đi vào trong đó? Nguyên nhân là tham dục và tà niệm. Ác niệm của con người tạo thành nhất là vào thời kỳ mạt pháp. Đạo đức của con người đang trượt trên dốc lớn. Con người chính là ngu muội, theo đuổi danh lợi, muốn hưởng thụ vật chất. Còn những người chân chính, cầu đạo đắc pháp, một lòng hướng thiện thực sự quá ít. Vị cao nhân còn tiết lộ một điều chấn động. Quỷ vương vì lôi kéo con người, thế gian và địa ngục đã diễn hóa ra rất nhiều những thứ ham muốn, hưởng thụ vật chất mà rất nhiều người đều đang theo đuổi, thật ra đều là giả tạo, dối gạt người ta. Nhưng con người rất hồ đồ, không phân biệt ra. Thậm chí ông còn nghe thấy đám yêu nữ xì xào bàn tán với nhau rằng: hãy lừa gạt những kẻ vô lại hồ đồ này vào trước đã, hãy rút lấy tinh hoa của họ trước để bổ sung sức mạnh của ba giới chúng ta. Nhiều người mặc áo tăng bào cũng đi vào địa ngục. Điều kỳ lạ nhất là cao nhân này kể rằng bản thân còn thấy rất nhiều người mặc áo tăng bào, đạo bào cũng đi vào địa ngục. Tăng nhân đạo sĩ không phải là những người xuất gia chỉ một lòng tịnh tâm tu hành hay sao? Sao lại còn phải đi vào địa ngục chứ? Vị cao nhân nói rằng, hiện nay, vào thời mạt pháp, trong chùa cũng đã đều bị bại hoại. Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế, không phải đã từng dạy rằng, sau khi ngài nhập Niết Bàn, vào thời mạt pháp, khắp nơi đều là con dân ma quỷ, rừng rực giống như lửa cháy vậy. Hơn nữa, con cháu ma quỷ còn chuyển sinh vào trong chùa làm bại hoại Phật Pháp, ca tụng dâm dục, phá hoại giáo nghĩa giới luật của Phật giáo ngày nay. Chẳng phải mọi người đều đã nhìn thấy tăng nhân đa phần lừa gạt người dân, khiến họ trở thành con dân của ma quỷ. Miệng niệm Phật nhưng lại tin vào học thuyết vô thần. Người chân tu không còn lại mấy, con người thế gian đều đã mất đi chính tín. Rất nhiều người tương lai sẽ phải bị đày đọa vào địa ngục. Chúng ta hãy nhìn thử những người đó, trên thân thì khoác áo tăng phục đi vào cửa chùa, nhưng lòng lại không thanh tịnh, không tu đức. Hơn nữa lại còn giải thích lung tung về Phật Pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy. Họ dẫn đầu phá hoại giới luật ăn uống, cơ bạc, rượu chè, dâm loạn, còn tệ hại hơn cả người thường. Người như vậy có thể không bị đọa vào địa ngục sao? Bán linh hồn cho quỷ dữ. Con người vào thời kỳ mạt pháp đã không còn ranh giới đạo đức nào nữa. Người thông thường cho rằng có tiền có quyền chính là hạnh phúc. Nào ngờ rằng, ngày nay trong sự vô tri mà tạo biết bao nhiêu ác nghiệp, nhất là phỉ báng Phật Pháp, tội lỗi vô biên. Những người này không chỉ phải chịu báo ứng trong kiếp này, mà sau khi chết đi, còn phải xuống địa ngục, chịu khổ hình, thật là đáng thương. Những lời của vị cao nhân trên, có lẽ sẽ có người cảm thấy khó tin, nhưng thường nhìn lại xã hội, sẽ không khó để nhận ra điều tương ứng. Đạo đức nhân loại ngày nay đang trượt dốc trầm trọng, đủ thứ tội ác xuất hiện, từ hàng giả hàng nhái, ma túy mại dâm, tham ô, giết người, cướp nội tạng. Nhiều người vì tham lợi mà không điều gì không dám làm. Thậm chí đã có không ít người nổi tiếng
công khai thừa nhận từng bán linh hồn cho ma quỷ để đổi lấy tài năng giàu có và danh vọng. Điều này dường như tương ứng với lời của vị cao nhân rằng quỷ vương vì để lôi kéo con người về địa ngục đã diễn hóa ra rất nhiều thứ ham muốn hưởng thụ mà rất nhiều người đang theo đuổi. Thật ra đều để dối gạt người ta. Nhưng con người lại hồ đồ, không phân biệt thật giả. Đến lúc bị chúng đoạt mạng hay hút mất tinh hoa, cơ thể tàn tạ thì hối hận đã muộn. Bùa ngải ở Việt Nam. Ở Việt Nam có một hình thức rất giống với bán linh hồn cho quỷ dữ bên phương Tây, đó là bùa ngải. Người ta dùng bùa ngải để nổi tiếng, trở nên giàu có hoặc là bỏ bùa yêu người mình thích. Thậm chí có thông tin cho rằng để kìm hãm sự nổi tiếng của người khác, đưa mình lên, để hãm hại đồng nghiệp, đem đến tai họa cho người khác, nhưng cuối cùng lại đem họa cho chính mình. Vậy bùa ngải là gì? Bùa ngải là loại bùa chú được làm từ các loại ngải lâu năm, dùng để kêu gọi các thế lực âm binh hắc ám làm theo tôn chỉ, mục đích thần chú của người đã tạo ra nó. Theo nhiều truyền thuyết, khi luyện ngải, các thầy pháp pháp sư phải nuôi ngải bằng máu gà và máu của mình, tắm cho ngải, cho ngải ăn và giờ nhất định đọc thần chú cho ngải nghe như chăm sóc một đứa bé. Nhiều quan điểm cũng cho rằng thầy bùa pháp luật càng cao, nuôi ngải bằng nhiều thứ độc thì ngải càng nhiều pháp thuật, mang đến nhiều lợi lộc, cầu được ước thấy cho người dùng. Vì nhu cầu về tiền bạc, tình cảm, sức khỏe của mình, vì muốn đi thật nhanh mà không phải trải qua vất vả, nỗ lực, nhiều người đã tìm đến bùa ngải như một công cụ, nào là bùa yêu, làm ăn, bùa hồ ly, bùa chữ, ngải thư, thiên linh cái, cù ma thông. Thế giới bùa ngải phong phú đủ chủng loại cho những người có nhu cầu lựa chọn. Các vùng đất được đồn có thể có nhiều thầy hay tạo ra bùa ngải là các vùng dân tộc thiểu số nước ta hoặc Campuchia, Thái Lan. Nhiều người cũng đồn đoán nhau về tác dụng có thật của bùa ngải. Lâu lâu, người ta lại nghe nói đến một người nào đó phất lên nhanh hay nổi tiếng đình đám nhờ theo đúng thời mùa. Thỉnh thoảng, một người đang trong cơn tuyệt vọng vì trục trặc tình cảm, gia đình rạn nứt hay làm ăn khó khăn cũng nghe những lời tư vấn hay là đến chỗ này, đến chỗ kia gặp thầy này thầy nọ, tìm bùa ngải này, bùa ngải nọ thử xem sao. Thông tin sử dụng bùa ngải nhiều nhất có lẽ là trong làng showbiz giải trí. Nhiều nghệ sĩ còn công khai cả thông tin bùa ngải trên phương tiện truyền thông như nữ ca sĩ tên Thanh rất nổi tiếng. Có lần, chị từng kể chuyện mình bị chơi ngải dẫn đến mất giọng, mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Sau đó, nhờ coi bói, nữ ca sĩ biết được người dùng bùa với mình là một đồng nghiệp vì muốn cạnh tranh không lành mạnh đã dùng ngải để hại cô. Thế nhưng theo những câu chuyện vẫn lưu truyền và kể lại, nhiều người trong cuộc kể lại, có những người sau thời gian đạt được như ý nhờ bùa ngải. Một số ý kiến cho rằng, dù nhờ nguyên nhân thì cuối cùng ngải quật cũng chính là câu chuyện trả nghiệp. Đời con người, phúc báo phải được đem đến bằng cách gieo những nhân tốt. Nếu không gieo hành động tốt mà muốn nhận được kết quả tốt đẹp, đó chính là con đường tắt, là vay mượn phúc báo của chính mình, giúp mình tỏa sáng trong khoảnh khắc của cuộc đời. Khi phúc báo đã hết, sự trả giá sẽ gấp nhiều lần. Giới chơi cù ma thông thường biết đến một câu chuyện. Những người nuôi cù ma thông ban đầu là những búp bê dễ thương, nghe sai khiến của người chủ, sau này dần ra khống chế chủ, biến chủ thành nô lệ cho mình. Trường hợp một cô gái ở thành phố Hồ Chí Minh sau khi tự sát trong nhà được phát hiện có nhiều cù ma thông, khiến nhiều người đồn đoán là do ngải cù ma thông quật. Nhiều câu chuyện rùng rợn về ngải quật ẩn chứa đằng sau đó một thông điệp rất rõ ràng. Tất cả lòng tham, sự mê muội, cầu mong mọi thứ chóng vánh mà không bằng nỗ lực, tự thân rồi sẽ phải trả giá. Khi con người cầu viện đến quỷ thần để thỏa mãn cho sự tham lam của mình, thì rồi con người sẽ trở thành nô lệ cho những thế lực đen tối, cho tham sân si, đánh mất chính mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video Giải mã bí ẩn. Rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Nếu cảm thấy video thú vị, hãy tặng cho chúng mình một like, đồng thời đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo từ Giải mã bí ẩn. Lịch công chiếu video mới của kênh là vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.